còn dung dưỡng 11 tật xấu này thì còn lâu bạn mới thành công. 1. Trì hoãn. Sự trì hoãn được coi là một trong những kẻ thù lớn nhất đối với thành công và hạnh phúc của bạn, bởi nó ngăn cản bạn dấn thân và hành động vì mục tiêu đã định. Hay nói cách khác, thói quen trì hoãn luôn có mặt trong công thức cho sự thất bại. 2. Giết thời gian. Không một ai có thể sống mãi mãi, thời gian là một thứ rất quan trọng, và với mỗi phút trôi qua, bạn đánh mất một cơ hội để biến ước mơ trở thành hiện thực. 3. Ba phải. Việc đó khó lắm, nó không có hiệu quả đâu. Làm thế này cơ, làm thế kia đi. Trên đời, đến một nửa lời khuyên bạn thường nghe là nhảm nhí. Nếu tất cả mọi người đều nghe theo người khác thì không có bất kỳ cái gì có thể phát triển được trên thế giới này. 4. Thiếu niềm tin. Bạn cần phải tin vào ước mơ của mình, tin nó sẽ thành sự thật. Khi bạn tin vào ước mơ, bạn có thể nuôi dưỡng và hoàn thành được nó. Nếu ngay cả niềm tin mà bạn cũng không có thì chẳng có gì cứu vớt bạn được. 5. Chơi với bạn xấu. Chúng ta luôn chịu sự ảnh hưởng của những người khác, dù vô thức hay có ý thức. Hãy chắc chắn rằng những người xung quanh có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của bạn và ngừng tiếp xúc với những người chỉ muốn kìm hãm bạn. 6. Tiếc nuối quá khứ. Nếu bạn luôn nghĩ rằng ước gì mình đã làm điều này hay ước gì mình đã không làm thế, nếu được quay khứ mình sẽ, thì cả cuộc đời của bạn chỉ là sự hối tiếc. Quá khứ đã qua rồi, ngay bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để hành động. 7. Nửa vời. Chỉ làm việc để đạt vừa đủ mục tiêu, sáng tạo khi mọi điều kiện đều thuận lợi hoặc khi chẳng có gì khác để làm. Mới thứ năm nhưng đã mong chờ ngày nghỉ cuối tuần để đi chơi. Một thái độ nửa vời thì cuộc đời cũng tầm phào mà thôi. 8. Không có kế hoạch. Kế hoạch chính là con đường bạn vạch ra để đến được đích. Không có kế hoạch thì làm sao bạn thấy đường mà đi. Hãy nhớ 4 bước dẫn tới thành tựu. Lên kế hoạch có mục đích, chuẩn bị chuyên tâm, tiến hành tích cực, theo đuổi bền bỉ. 9. Tự thỏa mãn. Bạn không thể dừng lại và bằng lòng với chính mình. Nếu bạn muốn thành công, sẽ luôn có những lý do để bạn không ngừng phát triển bản thân. Sẽ luôn luôn có những điều tốt đẹp hơn mà chúng ta có thể làm trên thế giới này. 10. Không bền bỉ. Những người thành đạt nhất cũng là những người từng gặp nhiều thất bại nhất. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng sự khác nhau giữa thành công và thất bại đôi lúc chỉ là lựa chọn bỏ cuộc hay bền bỉ đứng dậy. 11. Quên tận hưởng hạnh phúc. Quan điểm của mỗi người về thành công là khác nhau, nhưng cuối cùng, nếu bạn không hạnh phúc với những thành quả mình đạt được, với những người xung quanh hay hành trình bạn đang đi, thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Hạnh phúc không cần phải là một cái gì quá to lớn, chỉ cần bạn trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhoi trên con đường chinh phục ước mơ.